quý vị tiếp tục theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn với phần tin Việt Nam. Thông tin từ hãng hàng không Vietjet cho biết là hãng này sẽ mở thêm 3 đường bay nội địa, bao gồm Pleiku, Hải Phòng, Pleiku, Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa vào giữa tháng 1 này. Theo đó, đường bay Pleiku, Hải Phòng sẽ được khai thác từ ngày 15 tháng 1 với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật. Đường bay Pleiku, Vinh sẽ được khai thác từ ngày 16 tháng 1 với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7. Đường bay thứ 3 được khai thác trong tháng 1 của Vietjet là đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa sẽ khai thác hàng ngày từ ngày 20 tháng 1 năm 2016. Hiện tại, vé trên các đường bay này đã được mở bán qua các kênh bán vé của hãng. Tính đến cuối năm 2015, Vietjet đang khai thác 30 tàu bay A320 và A321, thực hiện 190 chuyến bay mỗi ngày. Hãng đang có tổng cộng 41 đường bay phụ các thành phố lớn tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết là sẽ tăng chuyến bay cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Thân từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2, tức từ ngày 25 tháng Chạp đến 24 tháng Giêng âm lịch để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ có thêm khoảng 800 chuyến bay một chiều trên các đường bay có nhu cầu lớn đi nội địa và quốc tế, nâng tổng số ghế cung ứng trong dịp cao điểm Tết lên gần 2,1 triệu chỗ. Vietnam Airlines sẽ bổ sung thêm nhiều chuyến bay trên 15 đường bay nội địa giữa các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc, Pleiku, Đà Nẵng, Đồng Hới, hay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó còn có 7 đường bay quốc tế cũng được bổ sung thêm các chuyến bay như từ Cần Thơ đi Đài Bắc, đi Cao Hùng, Đài Loan, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Hồng Kông, Fukuoka, Osaka, Nhật Bản. Hành khách có thể sử dụng các dịch vụ làm thủ tục trực tuyến của Vietnam Airlines và thực hiện làm thủ tục tại quầy tự làm thủ tục tại các sân bay tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Và để người dân có thể dễ dàng thuận tiện trong việc di chuyển đi lại vào dịp Tết Nguyên đán 2016, mới đây Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày này. Theo đó, các công trình đầu đường rào chắn sẽ tạm ngưng thi công từ ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày mùng 8 Tết âm lịch. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan quản lý và chủ đầu tư tăng cường kiểm tra việc thu dọn gọn gàng, tái lập mặt đường theo quy định, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết. Dự báo trong các ngày cao điểm, lượt hành khách xuất bến có thể đạt trên 100.000 lượt một ngày. Vì thế, Sở đã yêu cầu các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị đủ xe để phục vụ người dân về quê ăn Tết. Phương tiện phải niêm yết đầy đủ thông tin theo quy định. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định giá vé xe năm nay không tăng và có tuyến thấp hơn so với năm rồi do giá xăng dầu giảm mạnh. Tuy nhiên, để bù vào chiều chạy rỗng, các doanh nghiệp sẽ phụ thu tối đa từ 20 đến 60% tùy từng ngày và các tuyến cụ thể. Trong đó, mức phụ thu cao nhất áp dụng cho vé xe đi từ ngày 29 tháng 1 năm 2016 đến ngày 7 tháng 2 năm 2016, tức từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 29 tháng 12 âm lịch. Và trở lại với một thông tin khác từ công ty quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn Asset Management Corporation, gọi tắt là SAM. Thưa quý vị, ông Louis Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của quỹ SAM mới đây vừa tiết lộ là sẽ huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào một quỹ đầu tư mới nữa của SAM. Dự kiến quỹ này sẽ chuyên rót vốn vào các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Louis Nguyễn để có thêm thông tin về chủ đề này. Mời quý vị theo dõi. Thưa ông, như ông lúc nãy ông có chia sẻ rằng là trong khoảng tháng 2 và tháng 3 thì SAM dự kiến sẽ huy động thêm một quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào lĩnh vực tư nhân. Ông có thể tiết lộ thêm kế hoạch chi tiết cho cái quỹ đầu tư này không ạ? Thì cũng trao đổi trước đây là một số nhà đầu tư nước ngoài bây giờ đang quan tâm nhiều hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam, và trong đó thì cái sự lợi nhuận thì cũng tôi đã nói là trong thị trường lợi nhuận về đầu tư tư nhân nó sẽ cao hơn, mà rủi ro cao hơn, thì một số nhà đầu tư chấp nhận cái sự rủi ro nhưng mà họ cần cái sự hiệu quả một cái quỹ. Trước đây cái đó là cái sự khó khăn nhà đầu tư nước ngoài vào đây, thì cũng may mắn là quỹ đầu tư SAM chúng tôi có một cái sự hiệu quả trong 7 năm vừa qua, xếp hàng tương đối cao trong các quỹ đầu tư tập trung về Việt Nam. Thì bởi vậy thì một số nhà đầu tư này họ muốn giúp chúng tôi huy động một cái vốn, họ sẽ bỏ một số vốn vào thì để khởi đầu cái việc này. Chúng tôi sẽ đi bắt đầu huy động từ tháng 2 tới tháng 3 và đi những chuyến toàn cầu. Xem lâu lắm rồi không đi huy động vốn, nhưng mà năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động lại, tại vì chúng tôi muốn tìm hiểu coi thị trường nhà đầu tư phía ngoài có thật lòng quan tâm về thị trường chứng khoán và thị trường đầu tư tư nhân trong nước Việt Nam không. Cụ thể là lĩnh vực nào ông đang quan tâm nhất ạ? Hai cái ngành mà chúng tôi quan tâm nhất là tiêu dùng, y tế và công nghệ, ba chứ không phải là hai. Thì trong ba lĩnh vực tôi cảm thấy là có những cái khả năng để phát triển và nhu cầu cao. Vâng, thưa ông, thì ông có thể tiết lộ quy mô của quỹ đầu tư này là khoảng bao nhiêu triệu đô la? Chúng tôi mong muốn ít nhất khoảng chừng 25 triệu đô la.
Thì nhưng mà nói cái số cao nhất thì không có đoán được, nhưng mà khi mà một cái quỹ đầu tư hoạt động được khoảng chừng 25 triệu đô la nó đủ sức để hoạt động. Nếu mà dưới cái số đó thì khó để mà chi phí để hoạt động cái quỹ trong một cái nước như Việt Nam, và đối với người Việt Nam thì một cái quỹ mà dưới 25 triệu đô chắc không có đủ cho họ quan tâm. Tại vì thường thường đầu tư một công ty là ít nhất từ 1 triệu tới 5 triệu đô rồi. Thì một cái quỹ phải đầu tư ít nhất tới 25 triệu đô, mà đầu tư ít nhất từ 7 tới 10 công ty. Vâng, xin cảm ơn. Được chiêm ngưỡng những hình ảnh của không gian hang rái ở Ninh Thuận. Mặc dù núi không cao, hang không sâu và cũng không còn một con rái cá nào sinh sống, nhưng khung cảnh này vẫn là nguồn cảm hứng vô biên cho những ai yêu thích thiên nhiên. Và tiếp tục với bản tin, thưa quý vị, theo kế hoạch đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt từ năm ngoái, thì kể từ năm nay, tỉnh này sẽ chính thức thu phí tham quan hai thắng cảnh nổi tiếng hàng đầu của địa phương là Gành Đá Đĩa và khu vực Bãi Môn Mũi Đại Lãnh. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, Phú Yên tiến hành thu phí tham quan hai thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng của tỉnh là Gành Đá Đĩa và khu vực Bãi Môn, Mũi Đại Lãnh với giá vé tham quan người lớn là 10.000 đồng một lần một người, trẻ em từ 6 đến 16 tuổi là 5.000 đồng một lần một người và trẻ em dưới 6 tuổi, người già từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn phí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên cho biết việc thu phí nhằm tạo nguồn ngân sách để thuê bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trả lương cho nhân viên bán vé, soát vé, nhân viên dọn vệ sinh và trồng thêm cây xanh. Nằm cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hơn 40 km, Gành Đá Đĩa thu hút du khách bởi những khối đá hình lục giác như những chồng đĩa lớn khổng lồ. Gành Đá Đĩa nằm cách thành phố Tuy Hòa của Phú Yên hơn 40 km, được nhà nước công nhận là danh thắng cấp quốc gia vào năm 1998. Riêng trong đợt Tết dương lịch vừa qua, nơi đây thu hút hơn 3.000 lượt khách đến tham quan. Sau 7 tháng dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, huấn luyện viên Rafael Benitez đã bị sa thải bởi thành tích không được như ý muốn của chủ tịch Florentino Perez. Trợ lý Zinedine Zidane chính thức trở thành tân huấn luyện viên của câu lạc bộ. Dù cho đội bóng hoàng gia hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League, nhưng những kết quả không tốt trước các đội bóng lớn ở Tây Ban Nha đã làm cho ông chủ câu lạc bộ mất kiên nhẫn. Ngoài ra, vấn đề mâu thuẫn với các cầu thủ trụ cột của câu lạc bộ trong thời gian qua cũng là lý do khiến Benitez phải rời sân Bernabeu. Arturo Sala chính thức thắng cử để trở thành người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Chile ANFP trong nhiệm kỳ 2016-2018. Trước đây, ông đã từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi bật như Universidad de Chile và Colo-Colo cùng các câu lạc bộ khác, trong đó bao gồm Monterrey ở Mexico. Của chủ tịch liên đoàn là Sergio Hader, người đã bị chính phủ Mỹ tạm giam do liên quan đến các bê bối ở FIFA. Trong cuộc bỏ phiếu bầu cử, ông Sala đã giành được 28 phiếu bầu so với 16 phiếu của đối thủ là Paul Millat. Thử thách của Sala trong nhiệm kỳ này đó chính là việc chấm dứt tình trạng bạo lực bóng đá đang diễn ra ở các giải đấu ở Chile. Đội bóng đang gặp khủng hoảng ở Bundesliga, Hannover 96 đã công bố tân huấn luyện viên của câu lạc bộ, đó là ông Thomas Schaaf. Người sẽ thay thế Michael Franjek đã từ chức cách đây không lâu sau 8 tháng dẫn dắt câu lạc bộ. Ông Sharp đã có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt các câu lạc bộ Bundesliga trong quá khứ ở hai đội bóng Werder Bremen và Frankfurt. Đáng chú ý đó là chức vô địch Bundesliga vào năm 2004. Nhiệm vụ của tân huấn luyện viên Sharp chính là giúp cho Hannover tránh khỏi việc rớt hạng khi đội đang đứng ở vị trí thứ 17 và chỉ có 14 điểm. Sân vận động Rio de Janeiro, nơi sẽ là sân vận động chính thức cho Olympic mùa hè 2016, đã không có điện và nước trong tuần qua do chưa thanh toán tiền cước. Thông tin này đã được các hãng truyền thông ở Brazil đưa tin. Hiện tại, theo một số thông tin, hiện tại sân vận động hiện đang nợ số tiền lên đến 225.000 đô la Mỹ tiền điện và nước. Các ông chủ của sân vận động đã có buổi họp cùng với lãnh đạo thành phố về vấn đề này, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính thức từ hai phía. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần tin thế giới.
chứng khoán châu Á tiếp tục rung lắc do còn dư âm từ biến động ở Trung Quốc. Thụy Điển và Đan Mạch triển khai kiểm soát giấy tờ ở biên giới lần đầu sau 50 năm để chặn người di cư.